knowing it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance the side of it. To the groove and the light, the flicker. Tinh thần cho mấy người. Rồi rồi, cảm ơn anh nhiều nha anh. Nhờ có anh đó chứ không là em cũng không dám hoàn thành bài thi đó vậy đâu. Em thấy chưa, em mà không có anh á, không làm được gì đâu. Đúng rồi á. Gì đây? Cười đâu thì cười đi, lát ôm nhau khóc tới giờ. Đúng là rùi nhặn, không có ai mời mà cứ tự tới hoài à. Biến đi cho khác trước khi ta đập rớt xác ở đây á. Ghê giờ. Nè, mặt nè, làm gì làm đi. Nó đừng có đúng thì bạn của tao. Tao không để yên cho mày đâu. Giải con như mày á thì làm được cái gì tao? Bình tĩnh đi Tony. Mấy đứa này đang ghen tị với chiến thắng của mình thôi. Đừng nghe lời nó khích. Cứ cho là tao ghen tị đi. Để rồi coi, cuộc thi sắp tới, ai sẽ hơn ai. Đi tụi bay. Ủa mẹ, tụi nó nói vậy là sao? Hồi nãy lên bốc thăm đối thủ vòng 2 là câu lạc bộ thể thao á. Nè, sao đi đâu tụi mình cũng gặp bọn tiểu nhân hết vậy nhở? Sao đâu, anh không để team mình thua đâu. Thế nào mọi người, cố lên! Cố lên! Chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi thể thao. Và trong phần thi này chúng ta sẽ có 5 phút để thực hiện cuộc thi. Nếu cờ đỏ nghiêng về phía đội nào thì đội đó sẽ được điểm cao hơn. Các bạn đã hiểu rõ luật chơi chưa? Đó. Tốt. Mời hai đội tiến hành nghi thức bắt tay. Nè, làm gì vậy? Cố ý gây thương tích hả? Thì sao? Không. Được rồi, tất cả vào vị trí, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi. Tay con sao? Đừng có cố quá nha. Tôi không sao đâu, đừng lo. Nhường cho tụi con nít nha. Tất cả về vị trí cân bằng. 3, 2, 1. Anh, mấy này có đi đâu mà ghê gớm. Có bỏ anh Tony á là có sức lực rồi, còn lại là tóc ké. Nè, Tony, làm gì đi. Mọi người nghe kỹ hiệu lệnh của tôi. Khi nào bà xã, thì nữ làm đây ra. Ủa, tính đâu hàng cái gì mà nữ là ông. Tin tôi đi, tôi không để team mình thua đâu. Tôi tin ông. Thay đổi dùng hết. Đội Môi Trường chiến thắng. Vì
Anthony sao rồi? Không sao, bình thường à. Có ảnh hưởng đến sau này không? Nghỉ ngơi vài hôm mà hết. Sao giờ này Mia chưa tới nữa? Không biết tình hình Thi sao rồi. Tụi mình cũng tốt mấy nữa. Mia kìa. Mia, sao rồi bà? Kết quả sao? Câu lạc bộ mình tuy thắng nhưng mà không phải là hoàn thành sớm nhất, cho nên là điểm số cũng không có được cao. Thuộc xuống top 5 rồi. Mọi người đừng có buồn. Top 5 thì sao chứ? Chúng ta thi đấu không phải là để chiến thắng những người khác, mà để chiến thắng chính bản thân mình. Dù sao thì chúng mình cũng đã chiến đấu bằng tất cả những sức lực. Đúng rồi đấy. Mình còn phần thi hùng biện mà. Với lại chơi đến đích thì đâu biết ai là nhà vô địch đâu. Lần này chỉ còn hy vọng vào Lielot và Mie thôi. Hai người nhất định phải giúp team chiến thắng nha. Em đi chuẩn bị nha. Cố lên nha mọi người. Anh Lielot. Không. Đây là bộ hộ mệnh của em á. Nó luôn mang may mắn đó cho em. Cho nên là lần này em trao lại cho anh. Mong là nó cũng sẽ mang đến may mắn cho anh. Cảm ơn em nha. Ozzy, anh cũng cần may mắn nè. Cho anh một cái đi. Chứ không phải anh cũng có một cái móc khóa rồi sao? Nhưng mà anh muốn có một cái huy hiệu giống vậy. Thì nếu anh muốn giống vậy thì anh chăm uống sữa Lomato đi, rồi sưu tầm thêm ha. Và bây giờ phần thi quan trọng nhất của chúng ta, chặng đường đua cuối cùng. Đó là phần thi biện luận của cả hai đội, câu lạc bộ văn học và câu lạc bộ môi trường. Tương tự cái vòng thi trước thì các em chúng ta cũng sẽ được có chủ đề từ ban tổ chức. Và lần lượt các em chúng ta sẽ phải biện luận chủ đề của mình. Chắc chắn các em đã sẵn sàng đúng không nào? Ủa? Sao thay lại bộ này làm gì? Trời, thì người ta cất công mặc đẹp rồi thì mặc cho đã luôn chứ sao? Đúng rồi, đầu tiên, xin nào. Đứng ra, bốc thăm cho vòng 1 của chúng ta. Xin mời. Chết rồi. Phần chủ đề này nếu mà mình bốc phải cái phần phản biện ấy, là bất lợi cho team mình lắm luôn ấy. Tuấn Anh á, còn là đối thủ nặng ký của Lielot á. Không sao đâu, em tin anh Lielot sẽ làm được mà. Wow, nhìn sơ qua gương mặt của bạn gái cầm thùng thăm ra, chúng ta đã biết kết quả của cuộc chơi chúng ta ngày hôm nay vô cùng quan trọng. Xin chúc mừng cho câu lạc bộ văn học, các em sẽ là đội bảo vệ. Còn câu lạc bộ môi trường, các em sẽ là đội phản biện. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần công bố chủ đề. Chủ đề của chúng ta là trong thời đại 4.0, trẻ em sử dụng công nghệ sớm. Với các em, quan điểm của các em về vấn đề này như thế nào? Và chúng ta sẽ có 3 phút để chuẩn bị đến với phần phản biện cũng như bảo vệ chủ đề này. Xin mời. Hết thời gian. Thấy chưa, thời gian trôi qua rất nhanh như cuộc đời chúng ta vậy. Bây giờ, các em hãy chuẩn bị sẵn sàng đến với phần biện luận của mình. Xin được mời các bạn chúng ta sẵn sàng bắt đầu phần thi. Và sau đây em xin trình bày phần biện luận của mình. Chúng ta không thể phủ nhận sự tiến bộ của công nghệ hiện nay đã mang đến rất là nhiều lợi ích cho giới trẻ. Cụ thể, các thiết bị số đã giúp cho giới trẻ tiếp cận gần hơn với những thành tựu công nghệ của nhân loại, là cơ sở tốt giúp cho giới trẻ phát triển khả năng tư duy và sáng tạo của mình trong quá trình học tập, vui chơi, đa dạng và tăng cường chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, tiếp xúc với công nghệ hiện nay còn giúp cho giới trẻ chuẩn bị tương lai không bị lỗi thời so với xu thế. Nhờ đó, trẻ được khuyến khích và kích thích để học tập đạt hiệu quả hơn, tìm ra những ý tưởng mới và tốt hơn. Em xin kết thúc phần hùng biện của mình. Em cảm ơn ạ. Rồi, xin được mời câu lạc bộ môi trường. Em xin phép được thể hiện phần hùng biện của mình. Đúng là công nghệ góp phần quan trọng và thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng sử dụng công nghệ thế nào cho đúng, nhất là với thế hệ trẻ. Bởi vì ở lứa tuổi này, công nghệ giống như một con dao hai lưỡi vậy. Nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới mối quan hệ giữa con người và con người. Thử hỏi, tất cả chúng ta ngồi đây ngày hôm nay, đã bao lâu rồi chúng ta không có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa? Hay là trong bữa cơm đó, ai cũng cầm trên tay một chiếc điện thoại riêng của mình? Sử dụng công nghệ sớm sẽ dẫn tới nguy cơ gây nghiện. Chỉ trong một thời gian ngắn mà chúng ta không sử dụng công nghệ, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng bức bối và cảm thấy vô cùng khó chịu. Và sự nguy hiểm là tất cả những tệ nạn
và những thông tin tiêu cực đều được lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội khi suốt ngày cắm mặt vào điện thoại sẽ dẫn tới nguy cơ chúng ta sẽ mắc một số bệnh, ví dụ như béo phì. Bởi vì khi đó chúng ta gặp nhau, chúng ta không còn chơi thể dục, thể thao mà thay vào đó chúng ta sẽ chơi game, lướt mạng xã hội. Điều này rất nguy hiểm, chúng ta sẽ trở nên thô lỗ và hung hăng hơn. Bởi vì khi ở trên mạng, chúng ta dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình một cách mất kiểm soát. Nó sẽ tạo thành một thói quen đối với thế hệ trẻ. Bởi vì khi đó họ sẽ trở thành những anh hùng cào phím, bắt nạt người khác trên mạng xã hội. Kèm với đó, khi ra ngoài đời, họ cũng sẽ làm vậy, dẫn tới hệ lụy vô cùng nghiêm trọng. Em xin hết ạ. Quá tuyệt vời, phải nói là một cái phần thi cực kỳ gay cấn, chắc chắn sẽ rất khó cho ban giám khảo đây. Xin được mời phần đánh giá cho điểm của ban giám khảo ạ. Đầu tiên là câu lạc bộ văn học. 1, 2, 3 like. Chúc mừng các em, 3 like. Tiếp theo sẽ là câu lạc bộ môi trường. 1, 2, 3. Bốn năm, 5 like. Chúc mừng câu lạc bộ môi trường. Phải nói thầy quá tự hào. Mặc dù thầy không dạy các em nhưng thầy quá tự hào, bởi vì các em là những bạn học trò biện luận, bảo vệ kiến thức tốt. Chúc mừng các em một lần nữa. Xin được mời các thành viên thứ hai của chúng ta sẽ cùng nhau bước lên phía trên. Vâng, và chúng ta đã có kết quả của vòng bốc thăm. Câu lạc bộ môi trường sẽ tiếp tục một cái vai trò rất quan trọng ở vòng này, đó là bảo vệ quan điểm của mình. Còn vòng phản biện thuộc về câu lạc bộ văn học. Đây sẽ là một chủ đề ta phải nói rất là cam go và cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về gì ạ? Cảm xúc. Cảm xúc của người nói cực kỳ quan trọng, các em thấy không? Hình như Mi đang căng thẳng hay sao á. Cố lên nghe. Cố lên nghe. Rồi, bây giờ hai đội chúng ta, hai đại diện đã bốc thăm xong rồi. Mời các bạn chúng ta chuẩn bị cho chủ đề của mình. Bình tĩnh đi Mie, hít thở sâu vào. Em uống một hộp lớp Manto đi, nó sẽ giúp em bình tĩnh hơn đó. Mọi quan điểm đều không có sai hoàn toàn hoặc đúng hoàn toàn, tất cả đều dựa vào góc nhìn của mỗi người. Cũng giống như thời trang vậy đó, thời trang thì không có đúng hoặc sai. Nhưng mà cái này là thi hùng biện chứ đâu phải là thi thời trang đâu. Hùng biện hay thời trang cũng vậy thôi. Những bộ đồ mà em phối á, để ấn tượng thì điều thứ nhất nó phải phù hợp với người mặc, và điều thứ hai là phải có những điểm nhấn. Hùng biện cũng tương tự như vậy. Không quan trọng là em ở bên phía bảo vệ hay là phản biện, nhưng khi em nêu ra vấn đề, em phải kết hợp cùng những điểm nhấn mà có sự gần gũi với cả thực tế, thì anh nghĩ sẽ được mọi người hưởng ứng hơn và em sẽ thành công hơn đó. Em hiểu rồi, em biết mình cần phải làm gì rồi. Cố lên. Vâng, và tiếng chuông đã vang lên, bây giờ sẽ là phần thi tiếp theo. Em xin trước ạ. Bắt đầu đi. Dạ. Có một câu nói như thế này: con người càng trở nên cô đơn vì trong cuộc sống, thay vì xây những chiếc cầu hoặc là xây những bức tường. Đúng vậy, cảm xúc không thể nào làm chủ được, vì cảm xúc là bản năng. Và cảm xúc là yếu tố thiết yếu để có thể tác động đến cách nhìn nhận xung quanh chúng ta. Do vậy cho nên chúng ta phải thể hiện cảm xúc ra bên ngoài để đối phương biết được là mình đang cần như thế nào, đang vui hay buồn, để người ta biết cách để đối xử với mình. Ví dụ như tôi được nhận một món quà từ một người bạn thì tôi phải thể hiện cảm xúc thích thú hay chán ghét để người bạn của tôi biết là tôi có đang cần món quà đó hay không. Hay chúng ta thích một ai đó nhưng không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài thì trên thế giới này sẽ không có sự yêu thương, không có gia đình và càng không có tình người. Con người chúng ta càng ngày càng trở nên cô đơn nếu không xây dựng những chiếc cầu cảm xúc cho riêng mình. Và điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây, chúng ta là con người, không phải là robot, cho nên việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài là việc gắn kết con người lại với nhau. Tôi xin hết. Đồng tình là con người cần phải có cảm xúc, nhưng mà quan trọng là phải kiểm soát được cái cảm xúc đó hay không. Nếu quá thoải mái thể hiện cảm xúc và nói ra những lời và hành động khiến người khác bị tổn thương thì đó cũng xem như là một hình thức bạo lực.
Nguy hiểm hơn là khi cảm xúc bị lạm dụng quá đà sẽ khiến cho con người ta có thói quen là dựa dẫm quá nhiều vào cảm xúc và quên đi mất lý trí. Và đặc biệt, nếu gặp người xấu, việc thể hiện cảm xúc quá lộ liễu ra ngoài thì sẽ khiến người xấu dễ dàng nắm thóp điểm yếu của bản thân và khiến cho bản thân mình vào con đường nguy hiểm. Vì vậy, em nghĩ là chúng ta không nên thể hiện cảm xúc ra ngoài. Tôi xin hết. Wow, trời ơi. Nói tiếp đi, đừng dừng lại nữa. Trời ơi, hay quá. Tôi chưa bao giờ mà thấy một cái cảm xúc mà nó hùng hồn như lúc này. Một tràng pháo tay dành cho phần thi của hai đội vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với phần đánh giá kết quả. Đầu tiên là câu lạc bộ văn học. Bây giờ mà thêm một like nữa là bên mình thua. Lần này tốt hơn lần trước 4 like, chúc mừng tụi em. Quá tuyệt vời câu lạc bộ văn học ơi. Và bây giờ là phần đánh giá cho điểm của câu lạc bộ môi trường. Xin mời ban giám khảo. 1, 2, 2. Chết rồi. Ba. Bốn like dành cho câu lạc bộ môi trường, xin chúc mừng. Wow, quá tuyệt vời thưa quý vị. Sau khi kết thúc hai vòng thi vừa rồi, kết quả của chúng ta gần như rất rõ ràng. Câu lạc bộ văn học với vòng đầu 4, vòng sau 3, tổng cộng của các bạn là 7 nút like, xin chúc mừng. Câu lạc bộ môi trường 5 ở vòng 1 và 4 ở vòng 2, các em được 9 like, xin chúc mừng câu lạc bộ môi trường. Và thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, không còn bàn cãi gì nữa, đội chiến thắng ngày hôm nay xin được gửi lời chúc mừng câu lạc bộ môi trường. Cùng với phần công bố kết quả ngay bây giờ của cuộc thi Lit with Love. Và các bạn thân mến, ngay bây giờ hãy thử tinh thần với nhau nha các em ơi. Ôi. Các em à. À. Ngay bây giờ, câu lạc bộ nào được thầy gọi tên, mời các em cùng bước lên phía trên để nhận cờ luân lưu. Xin được gửi lời chúc mừng câu lạc bộ văn học. Tuyệt vời, bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Mời em di chuyển về vị trí hạng nhì. Em không phải hạng nhất đâu, mời em di chuyển hạng nhì. Chúc mừng câu lạc bộ văn học được giải nhì ngày hôm nay. Và bây giờ, đúng như lời xì xầm rì rào và nói nhỏ trong tâm của các em bên dưới, các em đang mong chờ đội tiếp theo đúng không? Đội nào là giải nhất, đội nào giải ba đúng không? Đúng, chính xác, đừng nôn nóng nữa. Xin được gửi lời chúc mừng câu lạc bộ tin học đã giành được giải ba ngày hôm nay. Chúc mừng câu lạc bộ tin học. Wow, không khí quá tuyệt vời là các em thân mến. Ngay bây giờ là phần công bố giải nhất của chúng ta. Không ai khác và cũng đúng như dự đoán. Xin được gửi lời chúc mừng câu lạc bộ Môi Trường. Em lên nhận giải đi. Quá tuyệt vời và chúc mừng câu lạc bộ Môi Trường, bởi vì ở vòng thi cuối cùng chúng ta đã được nhân đôi số điểm nên giải nhất đã rất xuất sắc thuộc về câu lạc bộ Môi Trường. Và một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay dành cho cả ba đội thi của chúng ta ngày hôm nay. Và một lần nữa xin chúc mừng câu lạc bộ Môi Trường. Câu lạc bộ Môi Trường nhớ đây. Mọi người ở đây đã sát cánh, đồng lòng cùng nhau tạo nên một kỳ tích. Chúc mừng chiến thắng của chúng ta. Không, phải cảm ơn bạn với Leo Lop mới đúng. Tại vì nhờ hai người á mà điểm số mới được nhân đôi, tụi mình mới được về đích đó.
Thiệt ra tất cả là nhờ anh leo lóp á. Hồi nãy nhờ anh giúp tôi giữ bình tĩnh cho nên tôi mới làm phần thi của mình tốt như vậy. Cảm ơn anh leo lóp nha. Không có gì đâu. Thật ra lần này anh thấy sự thay đổi của mọi người rất là tích cực á. Với cả ai cũng vượt qua được chính mình và giành chiến thắng. Cái điều đó mới là điều đáng quý. Nhưng mà kỳ kỳ sao nha, bình tĩnh gì mà phải ôm nhau. Cái gì? Ôm nhau à? Hai người nãy à? Yêu rồi nha, yêu rồi nha. Mọi người đừng có hiểu lầm. Nó là quán tính thôi, tại vì lúc đấy anh đứng cạnh Mie nên là có cái ôm kiểu chúc mừng chiến thắng thôi. Đúng rồi đó, bộ ôm nhau là yêu nhau hả? Nói vậy không lẽ ông Phong với ông Nam hồi nãy ôm nhau cũng là yêu nhau chắc? Nè, đừng có tào lao, anh thích con gái nha. Tôi cũng thích con gái nha, chứ cái mặt thằng này ai mà yêu nổi, tránh ra đi. Nhưng mà Oji nè, nãy em để cho anh ôm hay là em cũng có ý... Ý cái đầu của ông á, hâm hả? Tại vì nãy tôi vui quá cho nên là quán tính tôi để vậy thôi. Chứ bình thường á, ông nằm mơ đi. Xin chúc mừng các nhà vô địch. Em là thầy ạ. Hôm nay thầy tới đây, thứ nhất là để chúc mừng các em. Thứ hai là có một thông tin cực kỳ quan trọng muốn thông báo với các em, có liên quan tới Leo Lớp. Chúc mừng em Leo Lớp. Em vừa được bổ nhiệm làm hội trưởng ban chấp hành trường của trường. Thật là thầy? Thật. Yeah. Em cảm ơn thầy ạ. Chúng ta ăn mừng chứ hả? Dạ, cảm ơn thầy. Thầy uống một hộp sữa với bọn em ạ. Dạ. Chúc mừng hội trưởng mới luôn. Chúng mình cùng ăn mừng. Bà thấy đẹp không? Bà định tặng cái áo đó cho ai vậy? Thì tặng cho người mà tôi thích đó. Còn bà? Thì tôi cũng tặng cho người tôi thích. Mà người bà thích là ai vậy? Ê, có phải người bữa bà kể không? Nó đó. Còn bà sao? Đối tượng cũ hay đối tượng mới à? Cái tượng cũ mới gì cũng biết nữa. Ê mà tôi thấy bà hay á nha. Biết chọn người thích ghê, chọn cái người mà quá trời người theo đuổi luôn á. Bộ bà biết tôi thích ai hả? Cô gái ơi, mặt cô gái hiền rõ cái tên người đó rồi nè. Mà công nhận ảnh được nhiều người thích thiệt luôn á. Còn bà? Bà có thích ảnh không vậy? Không nha, gu nhìn tôi vậy chứ gu tôi là trầm tính á. Nhưng mà bà có định tỏ tình người bà thích không? Tất nhiên là có rồi. Bộ bà không sợ bị từ chối hả? Có gì đâu sợ. Thuận lợi thì ở bên nhau, không thuận lợi thì nhìn người ta bên người khác. Trời ơi, sao bà nẻ được hay quá vậy? Anh Leo Lớp! Không lẽ... Người mà tôi với bà cũng thích là... Leo Lớp! Đúng là thích ai phải nói chung thôi là cùng người yêu mà. Nhưng mà tôi với anh ôm nhau rồi. Cái ôm đó cũng chỉ là cái ôm tình bạn thôi. Còn tôi hả, được anh Leo Lớp quan tâm chăm sóc từ bên trong rồi nè. Anh cũng quan tâm chăm sóc tôi mà. Bây giờ cạnh tranh công bằng đi. Sao? Dám không? Tại sao không? Cạnh tranh công bằng đi. Để xem anh Leo Lớp thích ai nha.